đây có cái đoàn đi bảo vệ nè, để nhắc nhở không cho buôn bán vô cái khu vực quy định của người ta. Đó. Giờ buổi chiều đây trời chuyển mưa. Đây. Tòa thánh đây nè. Ê, bọc đồ nè. Buổi chiều thì mọi người đổ cái xô ra đường mát á, mọi người đi vào khá là nhiều xung quanh nè. Đó. Dòng người đổ về cái tòa thánh này để tối nay sẽ là biểu diễn xe rồng, xe hoa gì đó. Đó. Rất là đông. Những người theo đạo là những người bên áo trắng nha. Đó. Tại vì đây là lần đầu tiên mình đến nơi này nên mình cũng không am hiểu lắm về nơi này. Nhưng mà bây giờ đây là trời chuyển mưa nè, mây hơi đen rồi. Đó. Mình đã có khá là nhiều hoa. Quang cảnh mọi người xung quanh nè. Chắc hồi mình cũng đi qua bên kia một xíu. Đây. 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 Đây mọi người, người ta dân giỏng, người ta đem theo mũ bạc rồi, người ta mua bao, người ta ngồi nè. Đó. Ta chờ đợi. Chở mình đi dạo lại một vòng, mình dò lại chiếc xe. Đó. Đang đi xe máy, xe của bạn tôi chở. Đây bây giờ ta bắt đầu ta đổ ra đường nhiều ha, mát nữa. Đây ngay chiếc xe này nè, ông lại đây tôi quyết định mình đi bộ lại gần đây đại lộ Thượng Trung Nhật này. Ở đây hiện tại không được chạy xe trên lối đi bộ, thì mình sẽ đi bộ vào, mình đi lại khu vực Đằng Đẵng thử xem nha. Đó. Rất là đông người. Mọi người rất là đông luôn. Bây giờ người ta chờ đổ về cái tòa thánh chính để chiều để đón đoàn xe. Hả? Thì mình sẽ đi lại cái tòa đằng đó. Đây. Bây giờ là khoảng 3-4 giờ chiều gì đó. Cái đoàn của mình là giờ đánh đã tán loạn luôn, không biết đi đâu và về đâu luôn. Mà nay nó đi nhưng mà cuối cùng là tập kết về chiếc xe đó. Đó. Đây, hồ khắp đường. Đó. Ở đây không phải là những người mà theo đạo người ta mới đi, mà những người không theo đạo, người ta đạo khác, người ta vẫn đi tham quan, người ta vẫn đi tham gia lễ hội chung như thế này luôn. Đó. Rất là đông. Đây là báo Ân Tử. Báo Ân Từ hả? Tới giờ làm lễ người ta không cho vô nữa hả ta? Sắp tới giờ làm lễ rồi. Kính mừng đại lễ Hội Yến Du Trì Cung. Người ta tưới nước. Đây là hoa tươi không các bạn? Nhìn kỹ đây là hoa tươi nha. Người ta tưới nè. Mình chụp hình kỹ. Đây bây giờ là chuẩn bị lễ, người ta không có cho vô nữa hay sao? Đây nè. Rất là đông người luôn, mình không biết ai là ai. Chúng tiếc là nãy mình không có đi qua đây. Nãy mình không có vô đây được á. Hồi nãy mình đi sớm qua đây là mình được quay phim bên khu bên đây rồi cho mọi người xem người ta trưng bày trưng hoa.
Mình sẽ đi vào đây thử xem á, cái nãy bên cái chân mâm ngũ quả đó mình không có quay được, cũng khá là tiếc. Tay chân rất là đặc sắc luôn mà rất tiếc mà không được. Có mấy cái tay chân mâm rất là đẹp luôn mà. Đó. Giữa cái cây chạy khá là đẹp. Giờ thấy mấy cái vườn hoa vườn bánh. Đây mấy giờ mới làm lễ vậy? Một xíu nữa làm lễ hả chị? Thôi giờ người ta đâu có cho vô chổng nữa đâu. Không. Giờ người ta đâu cho vô. Dạ dạ. Làm lễ xong mới cho vô. Làm lễ xong mới cho vô thôi. Dạ. Cảm ơn chị nha chị. Bây giờ trực gian hàng mà sao? Gian hàng của tôi giờ này thế nào cũng có người trực cho nên là tôi khỏi lo. Dạ. Làm mấy cái gian hàng. Quá đông người luôn. Đi ra tới tuốt ngoài cầu cà ngoài này chảy mới nhà thì mấy cô em mới chuẩn bị làm lễ để gần hoa xây. Đây người ta phát nước từ thiện đó. Cái bông khá là đẹp. Người ta làm cái cho nó chạy vòng vòng luôn đó, chuẩn bị làm lễ rồi. Chuẩn bị làm lễ rồi nên người ta không có cho vào trong. Cảm ơn cô chú nhiều, lễ liền hát luôn.
rồi. Để thôi đạp hết uổng em lượm em rửa rồi. Đây mấy giờ mới làm lễ gì cô? Lễ hội yến á hả? Dạ. Hết giờ tối lận. Dạ dạ. Giờ lại. Dạ. Lễ này nè không cho vô đó. 9 giờ mới làm lễ. 9 giờ là hội yến mới cúng á. Dạ. Bây giờ thì tự do anh đó luôn rồi con. Dạ. Dạ. Cái gì đó anh ta đi lần không cho vô. Dạ đi coi đi coi thoải mái đi. Vô đây coi được không? Đây là giờ cô nói là người ta không có chơi vô. Mà bây giờ mất rồi. Mấy ổng ngăn ngang rồi đặt ra sao hết. Chị lên nào? Mới lên cái đó hả? Có cúng không? Có cúng đàn. Đây giờ mình đang bên đây trời mưa rồi. Đó, mọi người đang tránh mưa. Giờ là 2:30. 2:30 chiều nha, mình đang ở bên Tây Ninh. Cô này bả mời mình bánh chén nướng ăn rất là ngon luôn. Cô này. Mình đang tập trung nó nè. Rồi mấy cái làm mấy cái này. Mỗi cái được có một cái cổng hết trơn. Đây là đại lễ hội yến Diêu Trì Cung. Đây có. Đây thì mọi người đang nghỉ ngơi dưới đây. Người tập trung phía trước này chuẩn bị cho người ta làm lễ, người ta vào xung quanh phía trước người ta không có cho vào, để hồi người ta làm lễ xong người ta mới cho vào. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Nhóm này là phát cơm chè miễn phí. Nó tặng cho chỗ xe đứng đó, xe cứu hộ á. Đang phát ở trong mẫu. Bây giờ thời tiết lúc bây giờ là đang buổi chiều thì mưa lác đác lầm gầm nè. Đó, mọi người dân cũng thời tiết cũng nói chung là cũng khá là mát, nhưng mà mọi người cũng đổ xô ra đường chuẩn bị đón lễ, gì mặc dù là trời cũng mưa. Giờ mình sẽ đi bộ lại cái chỗ mà nãy mình đậu xe.